Google vừa chính thức cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh Pixel 7 và Pixel 7 Pro cùng chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của hãng, dự kiến lên kệ từ ngày 13 tháng 10 tới với giá $349.99, đánh dấu sự xâm nhập của Google vào thị trường đồng hồ thông minh mà Apple đang giữ vị trí số 1. Tuy nhiên, đây được đánh giá là thời điểm mà người tiêu dùng chịu sức ép từ lạm phát và thắt chặt chi tiêu, đang tránh xa tất cả các dạng thiết bị đeo đắt tiền. Đồng hồ Google Pixel có phần mặt hình tròn, mang phong cách cổ điển, được làm từ thép không gỉ và kính, với hàng chục tùy chọn dây đeo, cho phép thanh toán không tiếp xúc, điều khiển âm nhạc và chỉ đường theo từng trạng. Mẫu đồng hồ Pixel do Google thiết kế và phát triển được tích hợp các tính năng về sức khỏe của hãng Fitbit, mà công ty mẹ của Google là Alphabet đã chi $2.1 tỷ để mua lại theo thỏa thuận giữa hai bên hồi cuối năm ngoái. Google cho biết hãng cũng sẽ cho ra mắt phiên bản đồng hồ tương thích với sản phẩm điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android và sẽ có một phiên bản sử dụng công nghệ kết nối Internet không dây. Các nhà phân tích thị trường cho rằng, với giá bán $349.99, đắt hơn $100 so với mẫu rẻ nhất của Apple Watch và chỉ dành cho hệ điều hành Android, Google Pixel Watch sẽ phải đối mặt với những trở ngại to lớn trong việc chinh phục thị trường. Ngay cả doanh số của Apple Watch cũng đã giảm trong năm nay do người tiêu dùng trì hoãn việc mua hàng hoặc chọn các đối thủ rẻ hơn. Hai mẫu điện thoại thông minh mới nhất của Google cũng sẽ được bán ở 17 quốc gia từ ngày 13 tháng 10 tới. Mẫu Pixel 7 màn hình 6,3 inch có giá là $599, còn mẫu Pixel Pro sáng hơn với màn hình 6,7 inch, camera zoom xa hơn và RAM lớn hơn có giá $899. Theo công ty theo dõi định vị Canalys, mặc dù là một công ty nhỏ trong lĩnh vực điện thoại thông minh, nhưng doanh số bán hàng của Google đang tăng mạnh. Hãng đã xuất xưởng 3 triệu chiếc điện thoại trong nửa đầu năm nay, tăng 131% so với một năm trước.